Vâng, cửa hàng ô tô Cú Đất Giải Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay nhé. Vâng ạ. Riêng đặc biệt ngày hôm nay thì em gửi đến cho toàn thể quý vị, anh chị bạn một cái video báo giá tổng hợp dàn xe đời cao. Những cái mẫu xe đời khá là cao như Vios 2020, Cerato 2016, 17, 21, Suloto 2020, hoặc là Accent 2020, 2019 nha các bác nhé. i10 đấy, thì tổng hợp những dàn xe này đều là những cái mẫu xe mà gia đình cả, từ dòng xe số sàn đến số tự động đấy, bao đẹp bao chất cho mọi người. Và có những cái mẫu xe bên em có hỗ trợ banh được 50% đến 60-70% đấy. Thì bác nào đang có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe nào có thể tham khảo liên hệ trực tiếp với em nhé. Đấy, số điện thoại thì em sẽ ghim trên phần tiêu đề, các bác có thể là alo trực tiếp hoặc kết bạn Zalo trực tiếp để được tư vấn cụ thể. Còn rất là nhiều những cái mẫu xe giá rẻ nữa thì đây đấy, bãi em thì cần đang cần bán ra rất là nhiều xe và cũng cần mua rất là nhiều xe. Các bác đang có nhu cầu muốn mua xe hoặc bán xe thì có thể là alo cho em nhé. Và bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết lần lượt từng mẫu xe một cho các bác cùng xem và tham khảo lựa chọn nhé. Đấy, em sẽ đi từ bên ngoài này vào. Một chiếc xe Lacetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc đời 2009 này. Đấy, con này thì biển Thái Nguyên, tên tư nhân, số tự động. Đấy, giá con này thì chỉ có chưa đến 200. Đấy, trên 100 triệu. Đấy, giá của nó là 175 triệu đồng thôi. Lacetti Sedic đời 2009 số tự động các bác nhá. Đấy. Con này là nó là màu xanh đá này, màu xanh đá này. Tư nhân chính chủ gia đình sử dụng này. Đó. Bên cạnh đây em có một chiếc xe Hyundai Avante đời 2015. Một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng biển của Bắc Giang. Vâng, một chiếc xe gia đình đi không khoan đục, không dịch vụ taxi nha các bác nhá. Đấy, đây đều là những cái mẫu xe gia đình cả. Đời 2015 số sàn máy 1.6 và giá là 265 triệu đồng. Đây là phần nội thất của xe các bác nhé. 265 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Avante đời 2015. Xe bao đẹp cho các bác, một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình đi, không chạy dịch vụ, không chạy taxi. Và tiếp theo bên cạnh đây em có một chiếc xe i10 đời 2017 với động cơ máy 1.2 phiên bản số sàn bản đủ nhé. Tư nhân chính chủ gia đình sử dụng đấy. Một chủ tờ mới nhé. Xe cực đẹp luôn. Giá con này thì tầm khoảng 275 triệu đồng thôi. Nội thất của xe thì là ghế nỉ nguyên bản từ mới đến giờ. Đấy các bác nhá. Đấy. Xe bao đẹp cho các bác, 275 triệu đồng. Một chiếc xe Vios bản E vừa cập bến tại cửa hàng. Vâng ạ, con này thì được sản xuất năm 2012. Với động cơ máy của nó là 1.5 bản E, xe gia đình, giá là 225 triệu. Biển Thái Bình, tên tư nhân, 225 triệu đồng. Vios E màu bạc xịn nguyên bản, xe không khoan nhé các bác nhé, không khoan đục, không đổi màu nhé. Đời 2012. Wow, nội thất của xe rất là đẹp luôn, các bác nhìn phần vô lăng nội thất của nó này. Đấy, táp lô táp ly của xe này. 225 triệu đồng thôi, đời 2012, Vios E. Đấy, bản đủ số sàn nhé các bác nhé, xe tư nhân chính chủ gia đình đi, không dịch vụ, không taxi. Và bên cạnh đây em có một chiếc xe i10 vừa cập bến tại cửa hàng xong. Con này sản xuất 2016 các nhé. Đời 2016. Đấy, à 19 à. Vâng, con này sản xuất 2019 nhé, xe một chủ giá là 335 triệu. i10 đời 2019, xe một chủ từ đầu 335 triệu đồng. Đây là phần nội thất của xe. Đấy, bản sedan hai đầu máy 1.2, xe rất là đẹp luôn. Đấy. Xe rất là đẹp các bác nhé. Cam kết cho các bác anh chị bạn là không đâm đụng tai nạn, không gặp nước nhé. Máy số zin, thân vỏ zin. Sản xuất 2019. Đấy, số tự động. Tư nhân chính chủ gia đình đi, biển Hải Phòng. Tiếp theo bên cạnh em có một chiếc xe Hyundai Accent được sản xuất 2019. Trang bị hộp số sàn với động cơ máy của nó là 1.4. Vâng, biển Thái Nguyên, tên tư nhân. Đời 2019 số sàn, con này là bản thiếu thôi. Đấy, bản thiếu thì các bác nhé. Giá chào bán là 325 triệu đồng. Đây ạ, 325 triệu cho mẫu xe Hyundai Accent đời 2019 này. Đấy, một chiếc xe tư nhân. Đấy, tư nhân nha các bác nhé. Tên tư nhân. Đó. 325 triệu đồng đời 2019. Vâng, tiếp tục là một chiếc xe Kia Cerato các bác nhé. Một chiếc xe thương hiệu của Hàn Quốc, sản xuất 2017. Với động cơ máy của nó là 1.6. Một chiếc xe phiên bản số tự động các nhé, phiên bản tự động. Đấy, có trang bị cửa lock đầy đủ này. Đấy, hệ thống
Ghế điện nhớ ghế hai vị trí nhé, ga tự động cruise control. Một chiếc xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng nhé con nhé. Giá chỉ có dưới 400 triệu thôi. Dưới 400 triệu đồng một chiếc xe Cerato đời 2019 rất là đẹp. Bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em nhé. Đại biển của Bắc Giang. Vâng, bên cạnh đây em có một chiếc xe Hyundai Accent bản ATH đời 2020. Vâng ạ, một chiếc xe bản đủ nhất của dòng xe Hyundai Accent. Với động cơ máy của nó là 1.4 phiên bản tự động thôi nhé. Tư nhân chính chủ gia đình sử dụng nhé. Đấy, Hyundai Accent bản ATH. Giá chào bán cho mẫu xe này là trên 400 triệu. Trên 400 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai Accent này. Bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em nhé. Xe bao đẹp cho mọi người, bao test, bao check cho các bác. Đấy, không lỗi lầm gì cả. Đời 2020, con này thì bên em hỗ trợ banh được cao nhất là tầm khoảng 60% giá trị xe nhé. Các bác chỉ cần bỏ ra với số tiền khoảng 200 triệu thôi là các bác đã có thể sở hữu ngay một em xe đời cao như này rồi. Hyundai Accent đời 2020 bản ATH các bác nhé. Và tiếp tục đây, em có một cái mẫu xe Kia Forte. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, sản xuất 2012. Trang bị hộp số tự động, với động cơ máy của nó là 1.6. Vâng ạ, Kia Forte đời 2012 ạ. Và giá đang chào bán cho mẫu xe Kia Forte này là 295 triệu đồng. Đây, 295 triệu đồng cho mẫu xe Kia Forte này. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em nhé. Một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng. Và bên cạnh đây là một chiếc xe Cerato. Con này sản xuất 2010. Trang bị động cơ máy của nó là 1.6 phiên bản số tự động, bản full nhé các bác nhé. Đấy, Cerato ạ, đời 2010 ạ. Và giá con này em đang chờ bán chỉ có tầm khoảng 265 triệu đồng thôi. 265 triệu đồng, Cerato đời 2010. Đây các bác, về phần nội thất của xe đây. Đấy, Kia Cerato các bác nhé. Đời 2010, xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc nhé. Nhập khẩu nguyên con, nguyên chiếc của Hàn Quốc luôn ạ. Và bên cạnh đây em có một chiếc xe Cerato. Một chiếc xe form mới đời 2021 các bác nhé. Sản xuất 2021 với động cơ máy của nó là 1.6 phiên bản số tự động. Tư nhân chính chủ, một chủ từ mới đi. Vâng, xe bao đẹp cho mọi người luôn. Đây ạ, con này thì nó là một chiếc xe bản Deluxe các bác nhé. Bản Deluxe đời 2021 và giá chỉ có 455 triệu đồng thôi. Một chiếc xe số tự động, tư nhân, một chủ từ mới, 455 triệu đồng. Vâng, rất giá rẻ luôn các bác nhé. Đời 2021 số tự động. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em nhé. Đấy, và bên con xe này thì bên em cũng hỗ trợ banh cho các bác được 50 đến 70%. Nếu các bác mà thiện chí thì có thể alo trực tiếp cho em. Với vấn đề trả góp ngân hàng thì bây giờ nó khá là đơn giản rồi, chứ nó không còn phức tạp như ngày xưa nữa nhé. Đời 2021 mà giá chỉ có tầm khoảng trên 400 thôi. Đấy, 455 triệu đồng. Vâng, bên cạnh là một chiếc xe Kia Soluto. Con này thì được sản xuất 2020 ạ. Đời 2020 các bác nhé, với động cơ máy 1.4 số sàn nhé. Đấy, đời rất là cao luôn ạ. Giá thì con này chưa đến 300, 295 triệu đồng thôi. Cho mẫu xe Kia Soluto ạ. Đời 2020 ạ, đây là phần nội thất của nó thì khá là đơn giản luôn. Nội thất khá là đơn giản các bác nhé. Đấy, một trong những mẫu xe phân khúc hạng B. Giá của nó rất là hợp lý luôn. 2020 mà chưa đến 300 triệu. Nó rẻ nhất cho cùng phân khúc đấy các bạn. Rẻ nhất so với dòng xe cùng phân khúc. Và bên cạnh là một cái mẫu xe Kia Cerato sản xuất 2016. Trang bị hộp số tự động với động cơ máy 1.6 các bác nhá. Tư nhân chính chủ, biển của Bắc Giang. Đời 2016 ạ. Và giá cho mẫu xe này là 395 triệu đồng thôi. 395 triệu đồng, Cerato 2016 phiên bản tự động. Đây là phần nội thất của xe các bác nhá. Đấy. Nội thất của nó thì nói chung là cũng rất là ok. Đấy, xe thì nói chung là các bác sẵn đi thôi, không phải làm gì hết nhé. 395 triệu đồng thôi. Một chiếc xe Cerato đời 2016. Bác nào quan tâm đến mẫu xe này thì alo cho em. Và tiếp tục là một chiếc xe Cerato đời 2017. Cũng là một trong những cái mẫu xe mà phân khúc hạng C. Đây ạ. Đời 2017, con này thì hồ sơ rất cầm tay rồi. 395 triệu đồng đời 2017. Các bác nhé, 395 triệu. Trang bị hệ thống ghế điện nhớ ghế hai vị trí, túi khí an toàn và hệ thống phanh ABS đầy đủ hết, cửa sổ trời. 395 triệu đời 2017, giá rất hợp lý đúng không mọi người? Đây là phần nội thất của xe nhé. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em này.
Tiếp theo đây là một chiếc xe đời cũng khá là cao, Toyota Vios bản E đời 2020. Một chiếc xe bản E số sàn với động cơ máy 1.5. Trang bị động cơ 1.5 bản E số sàn đời 2020. Và giá con này là 375 triệu đồng. 375 triệu đồng cho mẫu xe Toyota Vios bản đủ đời 2020 số sàn các bác nhé. Tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Đấy, con này thì bên em vẫn có thể hỗ trợ banh được 50% giá trị xe nhé. Xe bao đẹp cho mọi người, máy zin, keo chì, cột kéo zin. Đấy, đời 2020 ạ. Và bên em còn cũng khá là nhiều, còn rất là nhiều những cái dòng xe khác nữa. Những dòng xe sedan hai đầu rộng rãi và những dòng xe hatchback thì cũng có rất là nhiều. Những dòng xe rẻ nhất thì có tầm khoảng 39-40 triệu là các bác đã có thể có một chiếc xe ô tô để che mưa che nắng nhé. Đấy thì trước khi kết thúc video thì cho em gửi lời kính chúc đến toàn thể quý vị cho bạn có một cái tháng mới là nhiều thuận lợi, nhiều may mắn nhé. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái mẫu video clip lần sau ạ.